Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải từng lĩnh án hình sự trong quá khứ Hai thanh niên cả gan vào bãi tạm giữ phương tiện vi phạm của công an ăn trộm xe máy Cháy chùa vạn Phật, người dân tá hỏa tìm danh tính các hũ cho cốt người thân bị vỡ, mất nhãn Hồ Thủy Lợi lớn nhất Việt Nam xả nước, thành phố Hồ Chí Minh nguy cơ ngập nhà ven sông Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong vụ án xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oi do bị can Mai Thị Hồng Hạnh làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố bị can Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ. Thật bất ngờ, khi soi lý lịch tư pháp của bị can Đỗ Thắng Hải thì thấy, bị can này bị phạt 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm về tội đầu cơ. Liên quan đến vụ án này, cấp dưới của bị can Đỗ Thắng Hải là bị can Nguyễn Lộc An, cựu phó hộ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cũng bị truy tố về tội nhận hối lộ. Trước đó bị can Nguyễn Lộc An cũng đã có một tiền án 3 năm tù cho hưởng án treo về tội trốn thuế. Trước đó năm 1988, bị can Đỗ Thắng Hải bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng treo, thời gian thử thách 4 năm về tội đầu cơ theo điều 165 Bộ luật hình sự năm 1985 hiện đã được xóa án tích. Đối với bị can Nguyễn Lộc An, năm 2002 đã bị tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo về tội trốn thuế. Bản án phúc thẩm sau đó giữ nguyên hình phạt này. Hiện bị can Nguyễn Lộc An cũng đã được xóa án tích. Theo cáo buộc, từ năm 2016, công ty Xuyên Việt Oi được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, qua đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Ở lần cấp phép đầu tiên, Xuyên Việt Oi không đủ điều kiện nên bà Hạnh lách luật bằng cách đưa hối lộ cho cựu vụ phó Nguyễn Lộc An 4 lần, tổng 921 triệu đồng, trong đó có 400 triệu đồng tiền mặt, một đồng hồ Patek Philippe được ông An đem bán. Sau khi nhận tiền 3 lần, ông Lộc An ký công văn gửi Thứ trưởng Công Thương về kết quả kiểm tra thực tế, đồng thời đề xuất ký ban hành giấy phép cho Xuyên Việt Oi. Ngày 22 tháng 8 năm 2016, Xuyên Việt Oi chính thức có trong tay giấy phép doanh nghiệp đi vào vận hành kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Để duy trì việc kinh doanh và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh lại lần 2 vào năm 2021, bị can Mai Thị Hồng Hạnh, cựu chủ tịch công ty Xuyên Việt Oi đã được hối lộ 22 lần với tổng số 31,5 tỷ đồng. Mục đích để Xuyên Việt Oi được Bộ Công Thương bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra và giám sát quỹ bình ổn xăng dầu, được ưu đãi mua hàng và thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu với chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu. Cụ thể, bà Hạnh đã hối lộ hoặc chỉ đạo thuộc cấp hối lộ bị can Hoàng Anh Tuấn, cũng là cựu vụ phó vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, tổng 5,9 tỷ đồng. Trần Duy Đông, cựu vụ trưởng 5,6 tỷ đồng. Trong khi đó, bị can Đỗ Thắng Hải được hối lộ 50.000 đô la Mỹ, tương đương 1,1 tỷ đồng. Theo cơ quan truy tố, sau khi lo lót cho các quan chức tại Bộ Công Thương để trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát 219 tỷ đồng. Ngoài ra, bà chủ xuyên Việt Oi còn vi phạm quy định về quản lý sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát 1.244 tỷ đồng. Như vậy, toàn vụ án, cơ quan tố tụng cáo buộc bà Hạnh cùng đồng phạm gây thiệt hại tổng số tiền hơn 1.453 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 9, Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Vũ Trọng Đạt, 20 tuổi, chú huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước và Ngô Thế Quang, 20 tuổi, chú phường 10, thành phố Vũng Tàu về tội trộm cắp tài sản. Công an thành phố Vũng Tàu đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Trọng Đạt, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thế Quang. Trước đó vào ngày 16 tháng 12 năm 2023, Vũ Trọng Đạt điều khiển xe mô tô mang biển số 72G1283XX chở theo Ngô Thế Quang đã vi phạm hành chính, bị lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Vũng Tàu lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe mô tô. Ngày 30 tháng 12 năm 2023, Quang cùng Đạt đến đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vũng Tàu để xử lý vi phạm hành chính, do không đáp ứng đủ yêu cầu thủ tục nên không được giải quyết. Sau đó, Đạt dắt xe mô tô mang biển số 72G1283XX ra khu vực tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính, còn quang cảnh giới dọn dẹp các xe xung quanh để Đạt lấy xe mô tô ra. Trên đường di chuyển, các đối tượng bị lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra phát hiện bắt giữ, giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vũng Tàu. Theo thông tin mới đây, do mưa lớn nên trại gà của anh Nguyễn Ngọc Huy, xóm Hòa Hợp, xã Nghi Ân bị nước tràn vào trong lúc đang tập trung di rời đàn gà đến chỗ cao giáo thì chập điện. Do chuồng trại khép kín, chỉ 10 phút sau gà bị ngạt và chết hàng loạt. Ngay sau đó, ông Chu Văn Mai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết chính quyền địa phương cũng như các tổ chức đoàn thể đang tập trung nhân lực để làm thịt gà, kêu gọi bà con giải cứu giúp hộ dân tránh thiệt hại nặng. Trại gà của anh Huy có quy mô 17.000 con, hiện đã có 9.000 con gà bị chết, trọng lượng mỗi con ước tính khoảng 2,2 đến 2,5 kg, tổng thiệt hại khoảng 25 tấn gà, ước tính mất khoảng 1,5 tỷ đồng. Chúng tôi đã kêu gọi người dân mua hỗ trợ, mức giá 40.000 đến 50.000 đồng một con để giảm bớt thiệt hại cho chủ trang trại. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Nghi Ân thông tin Trước đó, trại chăn nuôi 15.000 con gà sắp đến ngày xuất chuồng của gia đình ông Nguyễn Văn Tâm ở xóm Trung Song, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu bị ngập nặng, khiến hàng trăm con bị chết, số còn lại ủ rũ, khả năng sống sót kém. Mưa to đến rất to ở Nghệ An dẫn tới tình trạng ngập ống tại nhiều địa phương. Cùng với triển khai công tác phòng chống lũ lụt, các địa phương khuyến cáo người dân, đặc biệt là chủ trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản theo dõi diễn biến thời tiết, mưa lũ, chủ động di rời vật nuôi đến khu vực cao để giảm thiệt hại. Ngày 23 tháng 9, các lực lượng chức năng của Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân gây cháy chùa Vạn Phật ở tổ 3, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku. Rất nhiều người thân cũng đến đây chờ tin tức cho cốt người thân đang gửi tại chùa. Bước đầu xác định vụ cháy đã lan ra nhiều gian phòng tại chùa Vạn Phật với diện tích khoảng 2.000 m2, trong đó khu vực tránh điện bị thiệt hại nặng nề nhất. Hiện trường ngổn ngang với nhiều vật dụng đổ nát rơi vỡ. Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, vụ cháy có khả năng xuất phát do chập điện trong khu vực nhà kho của chùa. Đây là nơi có các thiết bị điện dễ dẫn đến sự cố. Các bức tường gạch tại đây cũng bị biến dạng lớn. Đáng chú ý, trong khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều người dân đã mang cho cốt người thân tới gửi trong chùa thờ cúng. Khi xảy ra hỏa hoạn, khu vực để các hũ cho cốt đã bị ảnh hưởng nặng nề, khiến thân nhân của họ rất lo lắng. Bà Trần Thị Hát, chú thành phố Pleiku, liên tục khóc vì lo lắng cho cho cốt của người em trai đang gửi thờ cúng tại chùa. Theo bà Trần Thị Hát, cho cốt của người em trai được gửi vào chùa để thờ cúng khoảng 2 năm trước. Khi chùa bị cháy, có hũ cho cốt bị đổ vỡ, có cái bị cháy mất nhãn ghi tên nên giờ không biết tìm ra sao. Tương tự, một Phật tử trú tại thành phố Pleiku đề nghị giấu tên cũng bày tỏ lo lắng khi cho cốt của người cháu gửi vào chùa, không biết phải tìm thế nào. Người này nói, sau khi chùa bị cháy, sư trụ trì có thông báo trên Zalo rằng ai có cho cốt của người thân gửi tại chùa thì đến kiểm tra, tôi rất lo lắng. Theo thông tin từ ban tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, ngôi chùa Vạn Phật được thành lập năm 2018, ngôi chùa do đại đức Thích Đồng Giải, tức Phan Đức Thắng 46 tuổi Ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì, Đại đức Thích Đồng Giải cũng là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Định Quán, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Định, huyện Định Quán bà Phan Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Định và ông Trần Hồ Hoàng Dũng, nguyên cán bộ địa chính xã Ngọc Định để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Châu Sủi Pố, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đá Lava đóng tại huyện Định Quán để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Các bị can nói trên bị khởi tố bắt tạm giam do có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang 3 nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn đá Lava đang thực hiện hành vi khai thác đá trái phép tại ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định. Theo kết quả điều tra ban đầu, với vai trò là giám đốc, ông Châu Sủi Pố đã chỉ đạo các nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn đá lava thực hiện việc khai thác đá trái phép trên địa bàn xã Ngọc Định. Từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, Châu Sủi Pố đã chỉ đạo nhân viên khai thác trái phép với khối lượng hơn 4.830 mét khối đá, trị giá hơn 4,1 tỷ đồng. Sau đó, các đối tượng đã cửa sẻ, chế biến thành đá ốp lát bán ra thị trường để thu lợi cá nhân. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai xác định ba cán bộ và nguyên cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Định đã buông lỏng quản lý để châu sủi bố khai thác đá trái phép trên địa bàn trong thời gian dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 24 tháng 9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương thông báo về việc xả nước qua tràn hồ dầu tiếng đợt 1 năm 2024. Theo đó, thời gian xả tràn bắt đầu từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, lưu lượng xả qua tràn 100 m khối trên dây với tổng lượng xả 60,48 triệu m khối. Theo cơ quan chức năng, với lưu lượng xả 100 m khối trên dây nhằm chủ động phòng chống lũ cho công trình và vùng hạ du trong điều kiện bình thường không gây ngập úng các xã phường ven sông Sài Gòn. Tuy nhiên, thông báo nêu cần đề phòng khi mưa to kết hợp với lưu lượng xả tràn như trên có thể gây ngập cục bộ các vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương thông báo để Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Dầu Tiếng, thành phố Bến Cát, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một và Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn biết chủ động ứng phó. Trước đó, không ít lần nhà dân tại các địa bàn ven sông Sài Gòn thuộc địa bàn thành phố Thuận An, huyện Dầu Tiếng Bình Dương bị ngập do mưa lớn kèm việc xả lũ hồ Dầu Tiếng. Với diện tích mặt khoảng 270 km vuông, hồ dầu tiếng là hồ thủy lợi lớn nhất Việt Nam, nằm trên địa bàn ba tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước. Ngoài điều tiết nước xuống sông Sài Gòn, hồ còn phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp của các tỉnh vùng Đông Nam Bộ. Chiều ngày 23 tháng 9 khi trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát trình bày bằng mọi giá tìm cách trả đầy đủ tiền cho trái chủ ở giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, bị cáo Lan và 33 bị cáo khác bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư thông qua phát hành 25 mã trái phiếu khống, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng từ nguồn tham ô tài sản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng là người đầu tiên được xét hỏi trong chiều ngày 23 tháng 9, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng tập đoàn Vạn Thịnh Phát không có nhu cầu phát hành trái phiếu vì không liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng và nếu có phát hành thì tập đoàn Vạn Thịnh Phát có đủ điều kiện để phát hành. Tuy nhiên, do Nguyễn Phương Hồng, cựu phó tổng giám đốc SCB đề xuất Trương Mỹ Lan cho mượn các công ty để phát hành trái phiếu nhằm cứu ngân hàng SCB đang gặp khó khăn. Bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định không biết và không liên quan đến việc phát hành trái phiếu, nhưng sẽ không ý kiến gì về nội dung của cáo trạng vì bản thân tôn trọng cáo trạng. Chủ tọa nói các bị cáo tại tòa hôm nay đều khai việc phát hành trái phiếu từ chủ trương của Trương Mỹ Lan. Trả lời tòa, bị cáo Lan nói sẵn sàng chịu trách nhiệm cho người dân. Riêng về phát hành trái phiếu của công ty An Đông, bị cáo rất đau lòng vì người nhà cũng mua trái phiếu 5.000 tỷ đồng. Về việc khắc phục thiệt hại trong vụ án, bị cáo Lan Khai đến hôm nay không biết đã thu được bao nhiêu. Nếu thu được 38.000 tỷ đồng thì sẽ chi trả cho người dân. Còn dự án 6A ở khu Trung Sơn, diện tích 26 ha, theo bà Trương Mỹ Lan, dự án này đang cho SCB mượn và hiện nhiều đơn vị trong nước đề nghị giao cho họ làm, sau đó họ sẽ giao về khoảng 20.000 tỷ đồng. Khu này là khu đắc địa nên bị cáo xin hội đồng xét xử nói SCB trả lại tài sản này cho bị cáo để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo xin lại 65 tài sản của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã bị cơ quan điều tra kê biên trong giai đoạn 1, tòa sơ thẩm tuyên giao cho SCB để giải quyết hậu quả của giai đoạn 2. Bà Trương Mỹ Lan cũng giải bày các trái chủ nhiều ông bà cụ già, với họ tiền mua trái phiếu là tiền cuối đời, vì tin tưởng bị cáo, tin tưởng SCB nên họ mới mua trái phiếu. Vì vậy, bị cáo bằng mọi giá tìm cách trả đầy đủ tiền cho trái chủ. Bị cáo trong hoàn cảnh bi đát thế này, bị cáo vẫn cố gắng khắc phục thiệt hại cho trái chủ. Trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết không ý kiến gì về nội dung của cáo trạng, về các lời khai của 28 bị cáo trước tòa. Bị cáo Lan mong rằng hội đồng xét xử xem xét cho 28 bị cáo trong nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì họ không hưởng lợi gì, chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình. Dù cơn bão số 3 đã đi qua, nhưng những cánh đồng của xã Mỹ Lương, Trương Mỹ, Hà Nội vẫn chìm trong biển nước. Nhằm giảm thiểu thiệt hại cho bà con nông dân, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đã ra quân giúp người dân thu hoạch những diện tích lúa bị ngập nước. Ông Đinh Công Duyệt, trú tại xã Mỹ Lương, Trương Mỹ, Hà Nội, cho biết nhà ông có một mẫu ruộng thì có đến 7 sao bị ngập nước. Nước ngập trắng đồng khiến nhà tôi phải gặt lúa non để vớt vát được chút nào hay chút đó, nếu để thêm sẽ mất trắng mặc thời tiết mưa lớn nhiều khu vực ruộng sâu ngập đến hơn một mét các chiến sĩ của trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp một vẫn triển khai thu hoạch lúa giúp người dân đại úy lê minh thành trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp một cho biết việc di chuyển trong nước ngập sâu rất khó khăn các cán bộ chiến sĩ được tăng cường đã quyết định để lúa lên phao hoặc thuyền rồi đẩy vào bờ nhằm giảm sức nặng và năng suất hơn bà cao thị năm xã mỹ lương huyện trương mỹ hà nội cho biết dù biết sản lượng thấp nhưng vẫn phải gặt, nếu không hạt lúa sẽ nảy mầm và hỏng hết. Có lực lượng cảnh sát cơ động giúp đỡ, chúng tôi cũng bớt cực nhọc phần nào. Thượng tá Lê Đình Luân, giám đốc trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 cho biết, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho bà con, cán bộ chiến sĩ của đơn vị luôn cố gắng hết sức, tranh thủ thời gian ngoài việc chuyên môn tăng cường giúp dân thu hoạch hết số lúa bị ngập. Được biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, địa bàn huyện Trương Mỹ có 1.793 hecta lúa bị ngập, 414 hecta ngô và rau màu và 775 hecta cây ăn quả bị ảnh hưởng. Ngày 23 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín đã tiến hành cưỡng chế thu hồi 7.000 m2 đất nông nghiệp tại thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu liền kề Duyên Thái 1 dự án. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất khu liền kề Duyên Thái 1, xã Duyên Thái, phải thực hiện thu hồi 15.978,3m2, trong đó diện tích đất nông nghiệp của 100 hộ là 11.574,5m2, đất ở là 239m2 và đất công do Ủy ban Nhân dân xã quản lý là 4.164,8m2. Sau khi có quyết định phê duyệt dự án, huyện Thường Tín và xã Duyên Thái đã tiến hành các bước theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín cho biết để triển khai dự án, thời gian qua, cơ quan chức năng của huyện đã tuyên truyền vận động người dân giao đất theo quy định. Tuy nhiên, đến nay còn nhiều hộ gia đình chưa đồng thuận với phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện. Vì vậy, công dân vẫn gửi đơn thư đến các cấp ngành của Trung ương và thành phố. Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp theo quy định. Tại buổi cưỡng chế, đại diện chính quyền thông báo quyết định cưỡng chế, ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành các bước cưỡng chế theo quy định. Quá trình thực hiện, lực lượng chức năng tiến hành rào chắn khu vực, giải phóng mặt bằng thu hồi đất. Đến cuối buổi sáng 23 tháng 9, công tác cưỡng chế thu hồi đất đã hoàn thành. Ngay sau khi hoàn thành cưỡng chế, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín yêu cầu nhà thầu tiến hành san lấp mặt bằng, thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy định tiến độ. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ vi phạm quy định đấu thầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty TST, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số đó, hai bị can là cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ là bà Trần Thị Bình Minh, cựu Phó giám đốc và Phan Tất Thắng, Phó trưởng phòng Kinh tế. Theo kết luận điều tra, Cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Thị Bình Minh đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong khi phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch nhà thầu, phê duyệt dự toán của dự án MEMS và dự án Nấm là các dự án thuộc khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, trước Tết Nguyên đán năm 2016, ông Hoàng Minh Bá, giám đốc công ty TST, nhận được thông tin từ Nguyễn Trần Long, giám đốc công ty ALA về việc cả hai dự án Nấm và MEMS đã được phòng kinh tế lập báo cáo thẩm định và đề xuất phê duyệt nhưng bà Minh không ký. Do có mối quan hệ quen biết từ trước với ông Thắng nên ông Bá đã đề nghị được giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Khi thực hiện xong thì ông Bá sẽ cảm ơn ông Thắng sau. Sau đó, ông Bá trực tiếp vào phòng làm việc của bà Minh. Nhờ bà Minh hỗ trợ giúp cho doanh nghiệp của ông triển khai hai dự án này. Bà Minh đồng ý thì ông Bá đã đưa cho bà Minh quà Tết 200 triệu đồng. Sau đó Bà Minh yêu cầu phòng kinh tế đẩy nhanh tiến độ thẩm định và trình phê duyệt hai dự án và ký quyết định phê duyệt dự án nấm và dự án MEMS. Tiếp đó, ông Phan Tất Thắng đã tham mưu cho bà Trần Thị Bình Minh ký quyết định phê duyệt, trong khi căn cứ đưa ra giá gói thầu là chứng thư thẩm định giá của hai dự án đều hết hạn nhưng vẫn được phê duyệt. Thời điểm trước khi đấu thầu, do hai dự án phê duyệt năm 2017 nhưng không được bố trí vốn ngay mà phải đến năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu chủ đầu tư triển khai gói thầu tư vấn lập dự toán và tư vấn thẩm tra dự toán. Trong đó, kết quả lập dự toán và tư vấn thẩm tra dự toán của dự án MEMS được lập trên cơ sở các bảng trao giá không có ngày tháng, tức không hợp lệ. Đối với dự án nấm, không có thủ tục chỉ định thầu. Bà Minh và Thắng không kiểm tra, không phát hiện mà vẫn ký các quyết định phê duyệt dự toán, không yêu cầu chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung. Sau khi công ty TST trúng thầu, bà đưa cho bà Minh 600 triệu đồng và quà trị giá 200 triệu đồng Tổng cộng, bà Minh đã hưởng lợi 1 tỷ đồng, bao gồm cả 200 triệu đồng đã đưa trước đó. Hiện chồng của bà Minh đã nộp khắc phục hậu quả toàn bộ số tiền này. Ngoài ra, bị can bá còn đưa cho Thắng số tiền 350 triệu đồng tiền cảm ơn. Vợ của bị can Thắng sau đó đã nộp khắc phục hậu quả 360 triệu đồng. Cũng theo kết luận điều tra, hành vi của các bị can gây thiệt hại đối với nhà nước ở hai dự án là hơn 39,4 tỷ đồng. Ngày 23 tháng 9, nhiều phụ huynh trường trung học cơ sở Bình Hòa bức xúc cho biết trong buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm, họ nhận được thư ngỏ về việc tài trợ hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình bê tông hóa tuyến hẻm số 235 bờ rạch Bà Đội. Theo thư ngỏ, công trình bê tông hóa tuyến hẻm trên có chiều dài 350m, rộng 3,5m do ban nhân dân ấp 16, xã Bình Mỹ làm chủ đầu tư. Địa phương vận động các hộ dân có nhà đất ở con đường trên, cha mẹ học sinh có con em đang theo học tại trường trung học cơ sở Bình Hòa cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại trường và mạnh thường quân, đóng góp để xây dựng tuyến đường. Theo đó, ban đại diện cha mẹ học sinh của trường sẽ phát thư ngỏ đến từng phụ huynh. Cha mẹ học sinh sẽ ghi số tiền đóng góp trên phiếu và nộp tiền cho giáo viên chủ nhiệm. Mỗi người đóng góp ít nhất 200.000 đồng. Thời gian đóng góp từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. Chưa cùng ngày, ông Trần Quang Thái, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ cho biết, Tuyến đường trên nằm trước trường Trung học cơ sở Bình Hòa, địa phương có chủ trương quyên góp xã hội hóa để thực hiện tuyến đường với kinh phí xây dựng khoảng 316 triệu đồng với mục đích là để học sinh và người dân xung quanh di chuyển được thuận tiện hơn. Ông Thái cho hay, chúng tôi kêu gọi trên tinh thần tự nguyện chứ không ép buộc. Tuy nhiên trong quá trình triển khai có truyền đạt thông tin không rõ nên phụ huynh hiểu nhầm. Trong ngày đầu tiên triển khai, phụ huynh đã đóng góp được hơn 80 triệu đồng. Sau sự việc này, địa phương vẫn tiếp tục kêu gọi đóng góp, nhưng trên tinh thần ai có nhiều đóng nhiều, ai có ít thì đóng ít, ai khó khăn thì không cần đóng góp. Theo thống kê của Bộ Công an, hơn 4 năm, trong các trại giam xảy ra 140 vụ với 149 phạm nhân phạm tội mới, 98 người bỏ trốn và đáng chú ý, 86 phạm nhân chết trong trại giam không do bệnh lý số liệu được nêu tại dự thảo tờ trình dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi đang được bộ công an lấy ý kiến tại tờ trình bộ công an cho rằng việc dự án luật mới cần hoàn thiện quy định về ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình trại giam và công tác quản lý thi hành án hình sự lý do các trại giam hiện nay được xây dựng theo mô hình thiết kế trước đây có những công trình hạng mục được xây dựng trên 20 năm đã xuống cấp nên không đảm bảo đồng bộ, không đáp ứng được yêu cầu giam giữ lao động, y tế, dạy nghề cho phạm nhân. Các trại giam còn tình trạng quá tải, vượt quy mô giam giữ, có nơi gấp 2 đến 3 lần, có nơi gấp 4 lần, không đảm bảo diện tích nằm tối thiểu cho phạm nhân, chưa kể các điều kiện về làm việc, học tập, sinh hoạt cho cán bộ công tác tại trại giam. Công tác quản lý của các trại giam vẫn thực hiện theo phương thức thủ công, mang tính chủ quan, cơ bản dựa vào kinh nghiệm, trực quan, kỹ năng của cán bộ. Các trại giam còn không có thiết bị phát hiện, cảnh báo và chế áp các thiết bị bay không người lái, dù chúng có khả năng vận chuyển khối lượng lớn, di chuyển nhanh, ít gây tiếng ồn, được điều khiển từ xa với độ chính xác cao. Ngoài ra, việc số hóa ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý phạm nhân, quản lý trại giam chưa được triển khai dẫn tới hiệu quả không cao và tạo áp lực lớn đối với đội ngũ làm công tác thi hành án hình sự. Trong khi đó, môi trường công việc của đội ngũ cán bộ tại trại giam đối mặt nhiều nguy hiểm, luôn bị tội phạm, phạm nhân và đối tượng bên ngoài trại giam dùng mọi thủ đoạn tác động, dụ dỗ, mua chuộc, khống chế nên có nguy cơ dẫn đến sai phạm. Từ trước đến nay, việc phòng ngừa sai phạm của cán bộ chiến sĩ làm công tác thi hành án hình sự, chủ yếu thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thanh kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, chưa có cơ chế áp dụng khoa học công nghệ hiện đại để giám sát phòng ngừa cán bộ chiến sĩ vi phạm pháp luật. Bộ Công an cho rằng cần quy định trong luật thi hành án hình sự về việc giám sát điện tử Đeo thiết bị giám sát điện tử đối với các đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng để quản lý, giám sát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đối với người chấp hành án hình sự tại cộng đồng. Việc triển khai đeo thiết bị giám sát điện tử để quản lý, giám sát chặt chẽ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng là sự đổi mới mang tính đột phá trong công tác thi hành án hình sự và sẽ mang lại hiệu quả lớn về giảm áp lực cho cán bộ, giảm chi ngân sách, tăng nguồn lực cho xã hội đẩy mạnh tái hòa nhập cộng đồng. Ngày 23 tháng 9, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh cơ quan công an gọi điện, yêu cầu người dân cài đặt phần mềm VNEID giả mạo. Trước đó ngày 13 tháng 9, Công an huyện Đan Phượng tiếp nhận đơn trình báo của chị V, sinh năm 1982, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản chị V cho hay có nhận được một cuộc gọi điện thoại của đối tượng tự xưng là cán bộ công an huyện Đan Phượng yêu cầu cài đặt phần mềm VNEID. Sau đó đối tượng gửi cho chị đường link cài đặt phần mềm VNEID giả mạo, rồi yêu cầu chị chuyển tiền ngân hàng để đóng phí hồ sơ. Đối tượng tiếp tục yêu cầu chị quét QR xác thực khuôn mặt và chuyển OTP tài khoản ngân hàng. Thực hiện xong, chị V phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất gần 1 tỷ đồng nên đã đến cơ quan công an trình báo đây không phải thủ đoạn mới tuy nhiên vẫn còn nhiều người mắc bẫy của các đối tượng vì vậy công an thành phố hà nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân mã otp tài khoản ngân hàng cài đặt các phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến nếu cài đặt phần mềm giả mạo có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại các tin nhắn cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản chuyển tiền của bị hại. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 17 tháng 4 năm 2024, Công an phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội tiếp nhận tin báo của một phụ nữ về việc bị lừa khi tham gia bán hàng online. Theo đơn trình báo, người phụ nữ này nói chuyện với một người đàn ông. Sau đó, người này hướng dẫn chị đầu tư bán quần áo để hưởng hoa hồng qua nền tảng Walmart Agent. Khi truy cập, trang web có giao diện tên miền giả mạo Walmart với nhiều gian hàng và sản phẩm khác nhau chị L đã 6 lần nộp tiền để đăng ký đầu tư với tổng số tiền là gần 500 triệu đồng. Sau đó người đàn ông kia cắt liên lạc với chị. Lúc này chị L mới phát hiện mình bị lừa và đã đến cơ quan công an trình báo. Ngày 23 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án đưa nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các đơn vị có liên quan theo đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị truy tố ông nguyễn đức thái nguyên chủ tịch hội đồng thành viên nhà xuất bản giáo dục về tội nhận hối lộ tô mỹ ngọc cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty phùng vĩnh hưng và công ty cổ phần nguyễn Chí minh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng giấy minh cường phát về tội đưa hối lộ ngoài ra năm bị can khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm nguyễn thị thanh thủy cựu trưởng ban kế hoạch marketing đinh quốc khánh cựu phó phòng in phạm gia thạch cựu thành viên hội đồng thành viên Hoàng Lê Bách và Lê Hoàng Hải cùng là cựu phó giám đốc theo kết luận điều tra việc mua giấy để phục vụ in sách giáo dục là hoạt động thường xuyên của nhà xuất bản giáo dục trước năm 2017 nhà xuất bản giáo dục đều áp dụng hình thức chào giá khi mua giấy để phục vụ in sách giáo dục năm 2017 bị can Nguyễn Đức Thái được bổ nhiệm là chủ tịch hội đồng thành viên nhà xuất bản có quyền quyết định trong việc mua sắm giấy in phục vụ in sách giáo khoa từ năm 2017 đến năm 2021, khi được bà Ngọc và ông Minh nhiều lần gặp đề nghị tạo điều kiện cho các công ty Phùng Vĩnh Hưng, Minh Cường Phát và công ty cổ phần tham gia đấu thầu, trao giá, cung cấp giấy in cho nhà xuất bản giáo dục và hứa hẹn sẽ cảm ơn, ông Thái đều nhận lời giúp đỡ. Năm 2017, ông Thái đã chỉ đạo nhân viên thực hiện việc mua sắm giấy in thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn để đưa công ty Phùng Vĩnh Hưng, Minh Cường Phát vào danh sách ngắn các nhà thầu, được gửi yêu cầu báo giá, gửi hồ sơ yêu cầu, tiết lộ thông tin về thông số kỹ thuật, khối lượng hàng hóa trước thời điểm phát hành hồ sơ dự thầu để tạo lợi thế cho công ty Phùng Vĩnh Hưng, trái quy định của luật đấu thầu, giúp công ty này trúng thầu cũng theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Đức Thái chỉ đạo nhân viên thông đồng với giám đốc công ty Minh Cường Phát là bị can Nguyễn Chí Minh hợp thức hóa hồ sơ để ấn định cho công ty Minh Cường Phát trúng thầu trái quy định. Sau khi công ty Phùng Vĩnh Hưng, công ty Minh Cường Phát trúng thầu và ký hợp đồng với nhà xuất bản giáo dục, ông Thái đã nhận số tiền 3,2 tỷ đồng từ bà Ngọc, nhận 2,9 tỷ đồng từ ông Minh Năm 2018 đến 2021, ông Thái đã thông đồng, thống nhất từ trước với ông Minh, bà Ngọc để sắp xếp tạo điều kiện cho các công ty của ông Minh, bà Ngọc được tham gia vào danh sách ngắn, các công ty được tham gia, trao giá và cung cấp giấy in cho nhà xuất bản giáo dục. Qua đó, ông Thái nhận 16,8 tỷ đồng từ bị can Tô Mỹ Ngọc và 2 tỷ đồng từ bị can Nguyễn Chí Minh cơ quan điều tra cho rằng hành vi của ông Nguyễn Đức Thái đã phạm vào tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình sự. Tổng số tiền ông Thái nhận hối lộ được xác định là 24,9 tỷ đồng. Ngày 23 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đang thực hiện các thủ tục phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Quốc Hùng. Bị can vừa bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt vào ngày 19 tháng 9 tại vùng biển Mũi Né. Để truy bắt được Nguyễn Quốc Hùng, công an thành phố Phan Thiết đã lập chuyên án với quyết tâm huy động lực lượng truy xét hùng trên diện rộng. Tuy nhiên suốt gần 2 năm lẩn trốn, Hùng như một bóng ma hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì. Theo hồ sơ vụ án vào ngày 16 tháng 10 năm 2022, do có mâu thuẫn nên Nguyễn Quốc Hùng sinh năm 1981, trú tại khu phố 5 phường Lạc Đạo thành phố Phan Thiết đã dùng dao đâm vào bụng ông Trần Văn Sáu sinh năm 1969 trú tại khu phố 4 phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, cùng là thuyền viên làm việc trên ghe BTH97436TS, làm ông Trần Văn Sáu bị thương tích nặng và tử vong sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Biết khó thoát tội nên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng Nguyễn Quốc Hùng. Công an thành phố Phan Thiết lúc đó chỉ có thông tin trước thời điểm xảy ra vụ án, Hùng đã bỏ vợ và đang sống như vợ chồng với một người phụ nữ tên NTT. Tuy nhiên sau đó người phụ nữ này cũng đột ngột biến mất khỏi địa phương. Dự đoán trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Quốc Hùng sẽ thay đổi tên họ, xin vào làm thuyền viên cho các tàu đánh cá, nên chuyên án đã cử nhiều đợt trinh sát đến các vùng biển Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Ninh Thuận, Khánh Hòa, truy xét nhưng Hùng như một bóng ma, không có bất cứ thông tin gì dù là nhỏ nhất. Ngay cả thông tin về người vợ hờ NTT của Hùng cũng không thu thập được gì. Đến đầu tháng 9 năm 2024, ban chuyên án có được thông tin quan trọng, người vợ hờ của Nguyễn Quốc Hùng không phải có tên là NTT mà có tên họ khác sau một thời gian rời khỏi địa phương, hiện sống ở phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định hiện Nguyễn Quốc Hùng đã đổi tên là Dũng, đang làm thuyền viên cho một tàu đánh bắt ốc ở thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận thuyền viên tên Dũng này sau mỗi chuyến biển gần như rất ít vào đất liền mà tự nguyện ở lại trông giữ tài sản cho chủ tàu khi neo đậu trên biển. Dù sống khép kín, không tiêu xài và hầu hết, tiền lương đều thông qua một người quen gửi cho một người phụ nữ có tên là HTNT ở thành phố Phan Thiết. Đêm ngày 18 tháng 9, dạng sáng ngày 19 tháng 9, xác định Dũng đang có mặt trên tàu đánh bắt ốc tại vùng biển Mũi Né, cách đất liền khoảng 12 hải lý. Ban chuyên án quyết định xây dựng kế hoạch truy bắt. Tuy nhiên, thời điểm trên, vùng biển Bình Thuận chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4, có gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao trung bình từ 2 đến 3,5 mét, biển động, ngoài ra còn có mưa rông và gió giật rất mạnh. Mặc dù thời tiết phức tạp nhưng công an thành phố Phan Thiết vẫn xem đây là cơ hội kết thúc chuyên án sau gần 2 năm xác lập, một tổ công tác gồm 6 trinh sát được cử đi thực hiện. Tổ trinh sát đã phối hợp với công an phường Mũi Né, đồn biên phòng Mũi Né xây dựng nhanh kế hoạch và mượn một chiếc ghe của ngư dân địa phương ra khơi tiếp cận tọa độ con tàu có đối tượng truy nã đặc biệt. Thế nhưng do ghe loại nhỏ, trong khi biển động mạnh, sóng biển rất cao vô cùng nguy hiểm nên tổ công tác quyết định quay trở lại vận động ngư dân địa phương mượn tàu có công suất lớn hơn. Khi tàu cá cách tàu đánh bắt ốc khoảng vài mét, Nguyễn Quốc Hùng từ trong cabin tàu bất ngờ bước ra. Mặc dù xác định đối tượng bị truy nã đặc biệt, nhưng các trinh sát quyết định không bắt nóng vì Hùng bơi lặn rất giỏi. Nếu Hùng liều lĩnh nhảy xuống biển trốn thoát, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của đối tượng đang truy bắt. Lúc này trên tàu có 4 thuyền viên nhưng Dũng tức Nguyễn Quốc Hùng và người tài công không có tên trong danh sách xuất bến, nên sĩ quan đồn biên phòng mũi né yêu cầu thuyền trưởng quay về đất liền để kiểm tra công tác phòng chống bão số 4. Khi hai con tàu về gần đến bãi sau mũi né, các trinh sát đã tiếp cận khóa tay Hùng trong lúc kẻ bị truy nã đặc biệt này liên tục hô lớn mình bị bắt nhầm vì tên là Dũng. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi các trinh sát áp giải người đàn ông này lên thuyền thúng vào đất liền, Hùng mới thừa nhận mình là người bị truy nã đặc biệt và bất ngờ khi bị tìm ra tung tích sau gần 2 năm lẩn trốn.